vị khán giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào chị Thanh. Chào Minh Châu. Chị Thanh ơi, em kể cho Thanh nghe chuyện này nè. Hôm bữa em đi ăn buffet chay á. Lúc bạn em rủ thì em nghĩ là trời ơi, chắc cũng chán thôi, chay thì chắc là cũng không có gì ngon lắm đâu. Em ăn vào thì thấy là món chay rất là ngon miệng nè, mà đã vậy còn rất là độc đáo nữa. Vậy hả? Như vậy là Minh Châu đã thay đổi quan điểm của mình về các món chay rồi đúng không? Thực ra thì các món ăn dù là chay hay mặn, nếu chúng ta không có sự cải tiến trong cách chế biến cũng như là cách kết hợp các nguyên vật liệu với nhau thì cũng sẽ trở nên đơn điệu. Ngoài ra các món chay cũng rất là nhiều dinh dưỡng, vì các loại rau củ mà để chế biến món chay là những cái nguyên liệu cần thiết và bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Nói tóm lại, các món chay giúp chúng ta ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Chị Thanh nói hay quá à. Chị Thanh ơi, em biết là bắt đầu từ tuần này nè, chương trình của mình sẽ giới thiệu các thực đơn đến cho quý vị khán giả, đúng rồi. Vậy thì chị Thanh vừa mới nói tới món chay, thì tại sao chị em chúng ta lại không làm một thực đơn chay? Chị biết ý Minh Châu rồi. Các bạn thân mến, nhân dịp rằm này thì tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả và Minh Châu đây một thực đơn chay gồm 3 món rất ngon và bổ dưỡng. Và bây giờ thì chúng ta hãy bắt tay thực hiện món đầu tiên, đó là món bò viên chay xào thập cẩm. Các bạn sẽ thấy phần nguyên liệu của món ăn này rất là đơn giản. Các bạn hãy chuẩn bị 180 g bò viên chay, bơ rô, thơm, dưa leo, cà chua, hành tây, cần tàu, dầu hào chay, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Đây là phần bò viên chay. Đây là một loại thực phẩm bảo quản. Các bạn mua về các bạn nhớ là phải trụng qua nước sôi để phần bò viên được thơm và ngon hơn. Trước tiên thì chúng ta sẽ thái bò viên làm đôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ướp phần bò viên này. Ướp vào đây nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, một ít tiêu. Chúng ta trộn đều phần bò viên này lên. Chúng ta sẽ để cho phần bò viên này được thấm gia vị. Chị ơi, có phải là trước khi xào thì mình nên ướp trước để cho bò viên thấm gia vị hơn đúng không? Chính xác em. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ ướp bò viên trước khi xào. Bên cạnh đó cho một chút bột ngọt Ajinomoto vào, đảm bảo với quý vị là món bò viên của chúng ta sẽ đậm đà, thơm ngon hơn rất nhiều. Bây giờ phần bò rô, các bạn sẽ cắt khúc khoảng 3 cm, và các bạn sẽ chẻ nhỏ ra. Phần thơm thì các bạn thái lát. Phần dưa leo các bạn thái xéo. Ôi, món ăn này quả thật là một món chay nhiều dinh dưỡng đó chị Thanh. Đúng vậy, nhiều màu sắc, nhiều vitamin. Chị nghĩ Châu sẽ thích lắm đây, bởi vì sẽ rất là tốt cho da đó. Ừ, nhiều màu sắc, nhiều vitamin, nhiều dinh dưỡng, cái gì cũng nhiều. Nhưng mà thời gian thì không nhiều, chế biến chỉ trong tích tắc thôi. Đúng vậy, phần cà chua thì các bạn thái muối. Rồi, tiếp theo thì phần hành tây các bạn cũng thái muối. Cuối cùng là phần cần tàu, các bạn thái khúc khoảng 3 cm. Ồ, chị Thanh đập cho nó ra tí tinh dầu hả chị Thanh? Ừ, cho nó mềm, không bị cứng khi chúng ta xào. Rồi, như vậy là mọi nguyên vật liệu đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn việc xào nữa thôi hả Minh Châu? Chúng ta cho dầu vào. Khi dầu nóng thì các bạn cho phần bò rô vào để phi cho thơm. Sau đó các bạn cho phần bò viên vào. Xào một chút cho bò viên thấm gia vị, và các bạn trút tiếp những phần rau củ vào. Rồi, các bạn sẽ nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, dạ, và nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, dạ, một muỗng dầu hào chay, một muỗng canh dầu hào chay. Bây giờ thì chúng ta sẽ xào cho phần gia vị được thấm đều các loại rau củ. Phần bò viên đã có gia vị và bây giờ phần rau cũng được ngấm đều gia vị. Món ăn của chúng ta sẽ rất là hài hòa. Dạ, với lại em thấy á, là cái bò viên chay này nè, lúc nãy chị Thanh đã chần sơ qua nước sôi đúng không? Đúng vậy. Chín rồi. Đúng rồi. Còn rau củ này quan trọng nhất là phải giữ được cái độ giòn của nó. Đây là điều các bạn nên lưu ý. Chúng ta sẽ xào rau củ thật nhanh tay để rau củ giữ được vị giòn và dưỡng chất ở trong rau củ. Trong quá trình xào thì các bạn nhớ cho vào 2 muỗng canh nước lọc. Như vậy là phần xào của chúng ta đã sắp hoàn thành rồi. Em thấy có nhanh không? Dạ rất là nhanh. Nhưng mà không có kém đẹp đâu nha. Vậy hả? Và cuối cùng thì các bạn cho phần cần tàu vào. Như vậy là món ăn của chúng ta đã xong rồi.
Rồi, điểm thêm một cọng rau. Như vậy là món ăn đã xong. Bây giờ thì chị mời Minh Châu thử nha. Em sẽ thử xem món ăn này như thế nào và cho mọi người biết cảm nhận của em. Dạ, em cảm ơn chị Thanh. Cái này không thể thiếu nước tương đậu nành Lisa đúng không chị? Đúng vậy. Món ăn này thì chúng ta phải ăn kèm với nước tương Lisa và một ít cơm trắng. Chắc chắn là rất là hấp dẫn đây, em thử nha. Độ giòn của bò viên và rau củ, mình cho còn cảm nhận được cái sự đậm đà mà các loại gia vị đã thấm vào từng nguyên liệu đó. Đúng vậy. Và quan trọng nhất là mặc dù là món chay nhưng mà em thấy ha, ngon, không có kém gì món mặn đâu. Khi ăn thử món chay, quý vị sẽ cảm thấy sự nhẹ nhàng, thanh mát trong món ăn. Và chính điều đó đem lại cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu sau mỗi bữa ăn đó quý vị. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Ngày mai và ngày mốt chương trình vẫn còn 2 món chay nữa để hoàn thiện thực đơn chay của tuần này. Quý vị nhớ đừng bỏ qua nha. Và nếu như mà quý vị theo dõi và cảm thấy yêu thích những thực đơn mà chương trình gửi cho quý vị thì hãy viết thư về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi đến số 083 823 7557. Đó là Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai. Hẹn gặp lại tất cả quý vị.